Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chuyến công du đầu tiên Lương Cường bị lính Tô Lâm bôi bẩn mặt chủ tịch. Mới đây, hãng truyền thông AP đưa tin một thành viên trong phái đoàn của chủ tịch nước Việt Nam đến thăm Chile bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Người này bị buộc phải rời khỏi Chile và không thể quay lại trong vòng 2 năm. Thông tin này được cơ quan tư pháp Chile cung cấp cho báo chí vào ngày 11 tháng 11. Theo báo chí Chile, người này tên là Lại Đức Tuấn, 59 tuổi, là cảnh vệ trong đoàn. Đây bị xem là một hành động rất đáng xấu hổ, bôi bẩn bộ mặt của chủ tịch nước Lương Cường. Tuy hành động của cảnh vệ trong trường hợp này không liên quan gì đến chủ tịch nước, nhưng nó cũng để lại cho bạn bè quốc tế một ấn tượng xấu về đạo đức của quan chức Việt Nam. Hình ảnh hãng tin AP đưa tin bằng tiếng Tây Ban Nha. Thông tin này bị nhà cầm quyền Việt Nam ém nhẹm, mục đích là để giữ bộ mặt cho đảng trước 100 triệu dân. Tuy nhiên, phía Chile thì lại không làm thế. Họ thông báo rộng rãi tin tức này với báo chí thế giới để hàng tỷ người biết rằng bộ mặt của quan chức Việt Nam là thế nào. Được biết, lực lượng cảnh vệ là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ bảo vệ các yếu nhân, những người giữ chức vụ cấp cao của đảng và nhà nước, bao gồm những người trong tứ trụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các cựu tứ trụ, các ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, ông Lương Cường đã bị lính của ông Tô Lâm bôi bẩn bộ mặt với một câu chuyện rất đáng xấu hổ, không thể bào chữa được. Bao năm nay, ngành công an vẫn lấy 6 điều Bác Hồ dạy để làm kim chỉ nam. Ông Hồ nói tư cách của người công an cách mệnh là: thứ nhất, đối với mình phải cần kiệm liêm chính. Thứ hai, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ. Thứ ba, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Thứ tư, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Thứ năm, đối với công việc phải tận tụy. Thứ sáu, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Có lẽ vì ông Hồ không dạy công an là không được quấy rối tình dục, nên lính của Tô Lâm cho rằng họ có quyền làm như thế chăng? Thật là mỉa mai cho cái gọi là tư cách của người công an cách mệnh, khi kẻ mệnh danh là lực lượng chấp pháp thì lại phạm pháp. Xét về bản chất của người công an nhân dân, Lại Đức Tuấn không khác so với ông Tô Lâm. Có khác chăng thì là khác về cấp bậc, bởi cả hai đều là người được Đảng Cộng sản Việt Nam trao quyền chấp pháp, nhưng lại ra nước ngoài phạm pháp. Ông Lại Đức Tuấn thì quấy rối tình dục, còn ông Tô Lâm thì bắt cóc người. Vậy nên quy kết hành vi của ông Lại Đức Tuấn thuộc về bản chất cá nhân hay bản chất ngành? Hình ảnh ông Lại Đức Tuấn trên báo Chi Lê. Một điều trớ trêu nữa là vì sao những người này bị nước ngoài quy kết phạm pháp nhưng lại không bị luật pháp Việt Nam kết tội? Thực tế, tại Việt Nam, lực lượng công an đứng trên luật pháp. Mọi hành động của họ được xem là một thứ luật bất thành văn, dân không thể chống lại. Đồng thời, khi công an phạm pháp thì các cơ quan tố tụng khác cũng hùa theo bên vực công an thay vì bảo vệ công lý. Cũng một hành vi nhưng ở nơi vô pháp thì bị phớt lờ, còn ở nơi thượng tôn pháp luật lập tức bị xử lý. Người chị Lê chẳng biết ông Lại Đức Tuấn là ai, họ chỉ biết đó là một người Việt Nam, một quan chức Việt Nam. Kẻ phạm pháp bị nhục một thì quốc gia bị nhục gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Đây không phải là vấn đề của ngành công an. Chuyện quan chức ngành ngoại giao Việt Nam phạm pháp ở nước ngoài cũng không hiếm. Còn nhớ tháng Giêng năm 2018, báo chí Chile đăng tải hình ảnh chụp cả trăm vây cá mập còn tươi được phơi trên mái nhà của tòa nhà đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Đúng lúc, một hội nghị khoa học đang diễn ra tại Nam Mỹ thảo luận về hiểm họa diệt chủng của cá mập. Không hiểu quan chức cộng sản đi nước ngoài đã làm gì để rạn danh đất nước hay chưa? Sao họ cứ bôi bẩn bộ mặt nhà nước như thế? Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng lớn thứ tư bởi chính quyền Trump. Ngày 11 tháng 11, AFA tiếng Việt có bài Việt Nam khó xử khi đối mặt với kỷ nguyên Trump vì thặng dư thương mại với Mỹ của giáo sư Zachary Abuja từ Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ. Theo tác giả, kết quả bầu cử Mỹ khiến Việt Nam dễ bị tổn thương hơn so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á trước những thay đổi trong chính sách kinh tế và thương mại của Hoa Kỳ, chưa kể đến chính sách an ninh. Hình ảnh bài trên AFA.
Thặng dư thương mại thường xuyên và ngày càng tăng của Việt Nam với Hoa Kỳ có thể sẽ là vấn đề hàng đầu trong mối quan hệ song phương. Tác giả nhắc lại năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Trump 2017, Việt Nam có thặng dư thương mại 38,3 tỷ USD với Hoa Kỳ. Đến năm 2020, năm cuối cùng của ông Trump nắm quyền nhiệm kỳ trước, thặng dư thương mại đã tăng lên 69,7 tỷ USD. Điều đó đã khiến cho chính quyền Trump gán cho Việt Nam cái mác nước thao túng tiền tệ. Tác giả nhận xét, điều đáng ngạc nhiên nhất và cũng sẽ thu hút sự chú ý của chính quyền sắp tới là việc Việt Nam không hề gia tăng nhập khẩu từ Mỹ, khiến thâm hụt thương mại gia tăng. Tác giả cho biết báo Economist xếp Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng lớn thứ tư từ những thay đổi của chính quyền Trump khi thặng dư thương mại với Hoa Kỳ thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Trong khi quy chế nền kinh tế thị trường vẫn là ưu tiên ngoại giao của Việt Nam, Hà Nội chắc chắn sẽ không đạt được tiến triển nào trong những năm tới. Tác giả cho rằng Việt Nam sẽ muốn tiếp tục theo đuổi hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, thế nhưng Hà Nội cũng không nên hy vọng gì ở lĩnh vực này. Hình ảnh Tổng thống vừa đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump. Tác giả phân tích, khả năng chính quyền Trump áp mức thuế cao sẽ làm giảm thêm đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 22,1% GDP của Việt Nam, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu chiếm hơn 80% GDP. Điều này khiến Việt Nam rất dễ bị tổn thương trước các tác động bên ngoài. Thặng dư thương mại với Hoa Kỳ còn quan trọng vì một lý do khác, nó xóa bỏ thâm hụt thương mại khổng lồ hàng năm của Việt Nam với Trung Quốc. Bên cạnh đó, tác giả cho hay những vấn đề nhức nhối bao gồm nhân quyền, quyền lao động, tự do tôn giáo lại không phải là vấn đề đối với chính quyền Trump. Hà Nội sẽ vui mừng khi trong 4 năm sắp tới sẽ không chịu sức ép về vấn đề này. Tác giả đánh giá có lẽ lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác nằm ở các khoáng sản chủ chốt. Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai sau Trung Quốc, ước tính khoảng 22 triệu tấn. Tuy nhiên, khả năng tinh chế thì lại rất hạn chế. Hiện nay, các điều kiện đầu tư vào lĩnh vực này vẫn rất kém. Tác giả cho rằng, người Việt Nam có xu hướng thích Trump vì lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Điều này dẫn đến việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang các nước như Việt Nam và Ấn Độ. Lãnh đạo Việt Nam sẽ ứng phó thế nào dưới thời Trump? Nhưng trên thực tế, Việt Nam bị gắn chặt với chuỗi cung ứng của Trung Quốc và bất kỳ cuộc đối đầu thương mại hoặc quân sự lớn hơn nào cũng sẽ có hại cho nền kinh tế Việt Nam. Tác giả nhận định, có một điều không thể chối cãi, đó là không ai duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhiều hơn Hoa Kỳ. Việt Nam sẽ phải thích ứng với bất kỳ cấu trúc an ninh khu vực mới nào phát sinh từ sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ dưới thời Trump. Việc Mỹ triệt thoái có thể dẫn đến sự hung hăng từ Trung Quốc bởi quốc gia này quá lớn và có khả năng đe dọa đơn phương. Vẫn theo tác giả, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ phải đánh giá lại mối quan hệ của họ với Washington và phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của chính họ. Nhưng họ cũng sẽ phải tăng cường hợp tác an ninh với các nước như Việt Nam. Chính quyền Trump sẽ đẩy nhanh việc hình thành trật tự thế giới đa cực, điều mà Hà Nội muốn thấy. Đồng thời, Việt Nam nhận thức được rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ sẽ bị suy yếu trong những năm tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng lớn thứ tư bởi chính quyền Trump. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.